nhiêu tiền để làm gì? Vậy thì nhiều tiền để làm gì, để tiền để làm gì, để tiền để xài. Vậy thì nhiều tiền để làm gì, vậy thì nhiều tiền để làm gì, để tiền để xài. Hello mọi người, Lê Giang đang ở Rắc Việt nha. Trời ơi, nôn nao lắm, sửa soạn từ 4 giờ chiều tới giờ đó. Châu ơi, nghĩa là tối nay là phải bùng nổ nha các thí sinh ơi. Rất là mê các em và rất là gọi là khâm phục các em, rất là tài giỏi. Cố lên nha, cố lên. Hey, xin chào Rắc Việt. Mẹ đang rất là hồi hộp, háo hức, sáng giờ không có thể nào mà ngơi nghỉ được. Lúc nào mình cũng đang kiểu mà mình nóng lòng, mình không biết là quán quân tối hôm nay là ai. Và thật sự là cái quán quân đó là kết quả cuối cùng. Tuy nhiên là mèo đang rất là nóng lòng khi mà được xem trực tiếp các bạn biểu diễn. Thật sự thì tất nhiên mình là nữ, mình sẽ ủng hộ bạn nữ duy nhất của chương trình, đó là Tà Linh. Nhưng cái thí sinh mà làm cho mèo cảm thấy rất là thích đó là bạn Si Đắc Kỳ, con vịt vàng. Rất là dễ thương và những cái bài hát của bạn rất là đáng yêu. Tiền nhiều để làm gì? Xin chào Rap Việt. Ngày hôm nay Trung cảm thấy rất là hồi hộp, như tất cả mọi người thôi, ai cũng sẽ hồi hộp hết. Và đặc biệt hôm nữa thì đây là một trong những chương trình đầu tiên về rap mà Trung được đi xem trực tiếp. Và đây cũng là một trong những chương trình rap theo Trung thấy và tất cả mọi người cũng thấy là một trong những chương trình thành công nhất của chúng ta ngày năm nay. Không biết là bạn nào sẽ là quán quân của chương trình Rap Việt năm nay, nhưng mà Trung hy vọng là bạn nào thì cũng sẽ đem được cái lửa rất là tuổi trẻ đó đến với tất cả khán giả. Và đặc biệt cảm ơn Rap Việt vì một chương trình thật là hay, và tất cả những người lớn ở trong gia đình Trung như là các cô, các bà, các bác, thậm chí các em nhỏ cũng được biết đến rap nhiều hơn qua Rap Việt. Xin cảm ơn Rap Việt rất nhiều. Thí sinh nào thì Trung cũng thích hết. Nói cái này nghe Thảo Mai thôi, thiệt ra là đúng là như vậy thật, tại vì Trung không có được cơ hội tiếp xúc với rap nhiều, cho nên là thật sự là coi rất nhiều. Thí sinh Lăng LD, Ricky Star, nhiều lắm. Đó, bài hát gì? Nhiều bài hát lắm. Hát dở mắc công kỳ lắm, cho nên là thà không hát để mọi người tò mò còn hơn hát dở cho mọi người đoán đúng là mình hát dở nha. Đến nay em đến cổ vũ thôi chứ không có đi hát. Dạ giống đi hát. Dạ không, mặc đồ như vậy thì không đi hát được đâu. Không, cô Lê Giang ngồi ở đầu nhưng tất nhiên là cô Lê Giang sẽ quậy nhất rồi. Vui vẻ quá, chị thấy rất vui vẻ. Nhìn chị có vẻ hào hứng, hoặc chị có định rap gì không? Chị định là lát nữa thí sinh mà kêu chị một cái là chị nhào lên chị chồng chuối liền. Thôi đừng chương trình chung kết. Con không biết nữa, cô coi nè. Sao? Trời ơi, bây giờ nha, từ ngày mà biết. Vậy thì nhiều tiền để làm gì, để tiền để làm gì, để tiền để xài. Hiện tại thì SC cảm thấy rất là hào hứng, bởi vì bình thường mình chỉ xem các bạn thí sinh và các huấn luyện viên dễ thương qua màn hình cũng như là trên mạng xã hội thôi. Nhưng mà hôm nay SC đã được đến đây và xem trực tiếp chương trình Rap Việt. Và đây là Rap Việt đó mọi người. Thật ra là có rất là nhiều màn trình diễn mà SC yêu thích. Tuy nhiên rằng là SC sẽ không nói về màn trình diễn nha, SC sẽ nói về thí sinh đi. Thì SC sẽ thích các bạn như là G-Ducky nè, rồi Tà Linh nè, rồi Ricky Star. Nói chung là SC sẽ thấy các bạn có rất là nhiều năng lượng, và đó là những cái năng lượng mà SC rất là thích khi mà đứng trên sân khấu. Hello, xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Rap Việt. Hiện nay Vân đang rất là vui và rất là hạnh phúc khi mà rất là may mắn khi mà có được vé để mà xem chung kết của Rap Việt. Và thật sự là Vân rất là yêu quý tất cả các thí sinh đã có thể lọt vào vòng chung kết của Rap Việt, đặc biệt là team của chị Suboy. Vân đến đây để cổ vũ cho The Link. Và Vân cũng hy vọng là tất cả các khán giả đều sẽ yêu quý tất cả các thành viên của chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là Rap Việt sẽ thành công hơn nữa sau này, để có thể có thật nhiều bạn rapper thật là tài năng cho khán giả. Xin chào Rap Việt. Hôm nay thì Ngân nói có lẽ Ngân cũng là một trong những fan cuồng của Rap Việt, nên Ngân cũng rất là hồi hộp. Ngân nghĩ là, nhưng mà hơn hết, các bạn thí sinh hôm nay sẽ là người hồi hộp nhất. Và Ngân đang cố gắng sẽ trở thành những cổ động viên, và tất cả mọi người ở đây sẽ cố gắng trở thành động lực cho các bạn thi và hoàn thành tốt bài thi ngày hôm nay. Hôm nay Ngân đi cùng với một bạn thân của Ngân. Thật ra là Ngân đến đây là Ngân muốn cổ vũ cho tất cả thí sinh. Ngân mong rằng đêm nay sẽ là một đêm bùng nổ của các bạn và đem đến thật là nhiều năng lượng cho quý vị khán giả, cũng như là đêm nhạc hôm nay sẽ thành công rực rỡ. Nên Ngân mong là tất cả các bạn thí sinh sẽ hoàn thành tốt bài thi của mình. Cảm giác khi hôm nay là ngày cuối cùng mình làm chương trình Rap Việt như thế nào?
À, nói chung là cũng có một chút nhớ. Nhớ. Tại vì, dạ nhớ.